rảnh rỗi chả có việc gì làm, ở nhà loanh quanh chỉ tổ cãi nhau với con vợ, nên hôm nay em lên núi, tìm mảnh đất ngon ngon, rào cái vườn trồng ít rau củ quả để ăn cho nó mát bà con ạ. Trước tiên em phải chặt ít cọc, che chắn cái vườn cho quy mô, vuông vắn lại, để ngăn trâu bò nó vào phá hoại đã. Ok rồi, giờ em gieo hạt, và tưới nước cho cây nhanh lên, rồi tiện xe em thu hoạch luôn cho nó máu. Đấy, thế là được thu hoạch rồi, toàn cây siêu tốc, gặp em mắt tay chỉ lúc là được chén ngay, chắc là em lấy tạm đầy xe này thôi, hôm nào hết lại lấy tiếp bà con ạ. Mọi thứ đã ok rồi, giờ thì ta về với túp lều tranh rụt nát, và có hai trái tim suốt ngày cãi nhau nhỉ. Vậy là đã về tới nhà, giờ em xuống hoa quả, và bắt tay vào chế biến ngay để còn chén thôi nào. Đấy, sau một lúc sử dụng bí quyết gia truyền, thì giờ em đã có ngay một đoàn tàu hoa quả đẹp lung linh, giờ thì chén thôi, em gọi con vợ ra cho nó làm miếng vậy, chứ mấy ngày nay nó không ăn gì, nghĩ cũng thương. Em mời cả nhà ăn hoa quả cùng vợ chồng em nhé, cảm ơn mọi người đã xem video.